Hôm nay chừng mình ăn gì? Phần 39. Menu hôm nay là mì ý sốt kem, bánh mì bơ tỏi, chicken tortilla, mình không biết tên tiếng Việt là gì, mình xin phép được bỏ qua nha. Sữa Frisky và cuối cùng là canh. Bữa trưa hôm nay thì mình thật sự là thích nhất là cái món mì ý sốt kem, vì mình thấy là cái món này ăn có một cái vị béo béo nhưng mà nó không có làm mình ngấy. Sốt kem thì mọi người nghĩ là chắc nó sẽ nhanh ngấy lắm đúng không, nhưng mà thật sự là không biết sao chừng mình làm thì nó không có nhanh ngấy gì chơi, ngược lại nó rất là ngon nên là mình cũng đã xin thêm một phần nữa. Tiếp theo mà mình ăn là chicken tortilla, mình không biết tên tiếng Việt của món này là gì, nếu bạn nào biết thì bình luận bên dưới cho mình biết với nha. Bên trong thì có nhiều loại rau và có thêm thịt gà, mình ăn vào thì mình thấy cái vị nó hòa quyện lại với nhau mà nó ngon một cách khó tả. Bánh mì bơ tỏi thì mình thấy là ăn nó cũng được nhưng mà hơi tiếc một chút là để ngoài máy lạnh hơi lâu nên là nó cũng hơi bị cứng một chút. Canh thì thật sự là mình không biết rõ cái tên tiếng Việt của nó là gì nhưng mà đây cũng là một trong những cái canh mà mình thích nhất trong trường mình. Sữa Risty thì mình thấy là có nhiều bạn biết rồi nên là mình sẽ bỏ qua nha, vì là mình thấy cái miếng gà này ngon quá nên là mình cũng đã đi xin thêm.